Ok luôn tất cả mọi người nha, và chào Monrodo, chào lại với channel của mình. Mình là Bilsagu đây. Thì cái trận ngày hôm nay mình đang có một cái chuỗi thắng khá là dài luôn nha, với 10 trận thắng liên tục rồi và chưa thua bất kỳ một cái trận nào từ lúc đầu đến tận bây giờ cả. Tại vì ngay từ round 2.1 á, mình được một cái lõi vàng thật sự rất là ngon luôn để mà snowball với lại là áp đảo lúc đầu game mọi người. Đó chính là lá chắn siêu công nghệ nha. Tướng nào mà mang trang bị là được cộng thêm máu và rất là nhiều giáp hơn em ơi. Và cộng với đây là một cái lõi 2 kim cương thăng cấp nhanh. Với cái việc mà lúc đầu game mình có một cái chuỗi thắng dài là cộng với một cái lượng tiền rất là ổn luôn. Mình đang up một cái cấp phải gọi là gần level 8 rồi. Ok, ra 4.1 level 8 luôn nha mọi người. Thật sự rất là nhanh luôn á. Và nói chung là roll trận này nó cũng hơi bị hên nữa. Mình chỉ roll tầm 1 đến 2 lần thôi mà Dana nè, Olaf nè, 2 sao hết luôn rồi nha. Thì mình đang ghép cho con Dana là một cái quyền năng. Tại vì trận này mình đang tính làm một cái build đồ mà cũng có khá là nhiều anh em đưa ra yêu cầu này cho mình làm luôn. Đó chính là một là tướng 5 vàng hoặc là 10 vàng 3 sao cầm x3 quyền năng khổng lồ như nó mơ. Mình đang ưu tiên làm những con tướng mà mình chưa làm được như là con Yasuo nè, con Savannah nè, hoặc là những con cận chiến như là Siphon các kiểu mọi người. Nói chung là con nào mà nó ra trước cho mình hoặc là ra nhiều mà mình snowball được tiếp thì mình sẽ cố gắng làm những cái con đó trước nha. Để xem cái lõi thứ ba là cái lõi gì nè, chỉ còn là một cái lõi kim cương kiểu như là khu đồ hiệu, hoặc là một cái lõi mà lõi vàng cũng được anh em mà là hàng chờ Pandora thì cứ gọi là hết nước chấm luôn. Với lại là mình cũng đang còn dư tận 2 cung gỗ nha, mình đang cố gắng mình tích thêm 2 cái quyền năng nữa là đủ nha mọi người. Thiếu 2 cái giáp nữa, còn một nó đi chợ với lại là một cái điều quốc rồng thần chắc là sẽ đủ thôi. Đúng rồi, còn đồ mà mình chưa lộng nè, nguyên tố lung gia cố hàng thủ với lại là rìu ti mát à. Dạ. Hồi lấy tạm cái gia cố hàng thủ đi nè mà. Tại vì lấy cái nguyên tố lung á, với cái form bài hiện tại của mình á, thì thật sự là chơi nó không có tận dụng được, rất là yếu luôn. Còn lấy cái mà rìu ti mát á, thì giờ mình chơi được nha, mình xài được. Nhưng mà tí nữa về tầm lay game á, thì cái form bài của mình chắc chắn rồi, nó sẽ hướng vào tướng 5 với lại là 10 tiền nhiều hơn. Cái lõi mà bây giờ có thể xài được luôn á, mình nghĩ là chỉ có thể gia cố hàng thủ thôi. Với lại là mình đang top 1 nè, tí nữa đi chợ không biết có lụm được giáp lưới hay không nữa. Nhưng mà mình nghĩ là người ta sẽ ưu tiên người ta lụm kháng phép hay là kiếm bép rồi gậy á. Lắp một cái hắc đồ, uầy có lóc luôn ở đây mà. Bay lên mà ngay, ok mất con Liona luôn nè. Hiện tại cái form bài đồ long cái kiểu như thế này nè thì nó cũng không quá là mạnh ở trong cái meta hiện tại, nhưng mà tại vì mình lên được 2 sao sớm á. Dana với lại là Olaf lên được 2 sao cực kỳ sớm luôn. Và cộng với đây là một cái lõi vàng cực kỳ ngon luôn á. Cái lõi mà giúp cho anh em tận dụng được ngay từ lúc đầu game á sẽ là một cái lõi mà anh em có thể gọi là snowball được. Cái lá chân siêu công nghệ nè, hoặc là giáp tự chế nè, hoặc là khai sáng nè, rất là ngon luôn á. Ok, 12 trận thắng liên tục rồi. Uầy, ông này 3 cái sách chọn ấn luôn à, 3 cái biến hệ luôn mọi người. Phải chữ được chưa? Đây, level 8. Gần level 9 luôn rồi, mà mới ở tầm round 4.3 à. Là level 9 luôn đi mọi người ha. Đấy, round 4.3, level 9 và còn hơn là 40 tiền. Một cái lượng tiền phải gọi là cực kỳ khủng bố luôn á. Mọi người nếu mà muốn mình làm thêm gì hãy cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình đọc hết tất cả bình luận của anh em và thực hiện từng cái một. Và nếu như mọi người nào mà xem đã hay, hãy đừng quên để lại một like, đăng ký kênh cũng như là bấm cái chuông nha, để nhận thông báo mới nhất về những video mà mình đang trên kênh hàng ngày nha mọi người. Đó là động lực cực kỳ lớn luôn á, thật sự. Nhìn những cái lượt đăng ký kênh, nhìn những cái nút like của anh em là ủng hộ cho mình, là cái nguồn cảm hứng cho mình để tiếp tục ra những video chất lượng hơn mỗi ngày. Và một cái thông tin này cho mọi người nào mà chưa biết á, thì tầm vài ngày nữa thôi, tầm một tuần nữa nha, thì nó sẽ chính thức có mặt mùa 7.5 ở trên server BB nha. Và theo những cái thông tin mà mình cập nhật được ở từ phía Riot Game á, thì sẽ có tổng cộng là 23 tướng bị xóa ở trong cái mùa mới này. Và cũng như là tộc thần thoại nè, tộc lễ hội nè, và tướng cuồng long và tộc cuồng long luôn nha, sẽ bị xóa hết tất cả luôn ở trong cái mùa mới này. Và nó sẽ xuất hiện những cái tộc mới, những cái hệ mới và những con tướng mới. Nên nếu như mọi người nào mà muốn cập nhật thêm vào cái mùa mới này thì hãy cứ follow mình nha. Tại vì mình sẽ cố gắng mình
đưa ra những cái bài meta hot nhất hoặc là những cái thử thách đồ dị mà mình sẽ cố gắng mình làm một cách sớm nhất nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ủa, level 9 có Soraka, có Idas luôn à, có nên bú luôn không ta? Mà trước đây là mình cũng để được hai cái quyền năng rồi nha. Chọn này là chắc chắn được ba cái quyền năng rồi, tại vì Rao 4.7 chứ, Rao 4.7 là mình có điều quốc rồng thần mà. Kiếm một cái combo trang bị, giả bộ toàn hai cái trang bị nhỏ thì nó khá là khó kiếm, nhưng mà chỉ cần kiếm một cái trang bị nhỏ, một cái giáp lưới thôi mà, nên chắc chắn là được luôn á. Chắc chắn được mọi người. Silas trận này nó random ra đồ ảo à. Hai cái gì kia cho Olaf với lại là Dana hưởng ké một tí bạn ơi. Lắp đồ luôn cho em đó nha. Những cái lõi mà mình đang có là những cái lõi mà xài được ngay lập tức luôn. Nếu mà cái trận này mình snowball tốt là level 9 level 10 á, và kiếm được kiểu như là full tướng 5 vàng hoặc là 10 vàng 2 sao, và cộng với đó mà hơn roll được 5 hoặc là 10 vàng 3 sao á, thì mình sẽ có một cái trận mà top 1 100 máu luôn á. Mình sợ là gặp những cái ông nào mà nó mạnh một cách vô lý, như là ông Aurin Store này level 8 mà còn hơn 40 tiền với cái phong bài Thượng Long Aurekari, thì nói chung là cũng có tỷ lệ thua á. Nhưng mà mình sẽ cố gắng mình thắng nha, tại vì level 9 có Soraka và mình còn đang là 100 máu, thì cứ vào chọn Soraka nó xài skill là tên bạn bốc hơi hai thằng nha. Soraka này mình cũng không cần phải giải thích nhiều hơn nữa cho anh em ơi, tại vì cũng sắp cuối mùa rồi, chắc anh em cũng đã biết hết rồi. 100 máu mà bỏ Soraka vào là cứ như là hổ mọc thêm cánh vậy. Soraka 2 thì tên bạn bay màu 3 đứa, Soraka 1 thì 2 đứa là quá đủ rồi, tại vì tầm này là anh em khoảng level 7, level 8 thôi. Chứ ra 400 mấy này ít ai là được level 9 lắm. Tại vì trận này mình có cái lõi thăng cấp nhanh đó, mình là level nói chung là cũng hơi bị ảo ma đấy. Ủa, ông này say da hát tiền khá là kênh đấy. Tiếp tục chuỗi thắng nào. Xội, tiền nó cứ về thôi. Mọi người nào mà có góp ý gì về cách mình bình luận hoặc là làm video á, hãy cứ góp ý ở phía dưới nha, để mình có thể biết được mình sao chỗ nào để mình sửa. Úi xò, đây rồi. Rồi một phát có ngay và luôn cái giáp lưới cho tôi. Ba cái quyền năng luôn, có bạch luôn nè. Bạch này thì bỏ Soraka ra thì cũng hơi uổng đó anh em ơi. Nhưng mà mình bắt buộc phải bỏ bạch này vào để tăng tỷ lệ ra tướng 5 tiền, mình roll cho nó dễ nha. Nói chung là mình vẫn sẽ ưu tiên làm những cái thử thách mà về đồ dị, các kiểu tướng 5 vàng hoặc là 10 vàng 3 sao á. Còn top 1 100 máu á, là mình nói thiệt với anh em là mình đã làm rất là nhiều ở mùa 7 này rồi. Rất là nhiều luôn. Không phải là top 1 100 máu nhờ con Soraka nha anh em ơi. Mà là top 1 100 máu real á. Hoặc là top 1 một máu vẫn có, với những cái lõi như là khí ước quỷ dữ á. Mình mong ở mùa mới là mùa 7.5 Riot sẽ ra những cái lõi mới nha. Tại vì mùa 6 sang mùa 7 á là Riot đã có những cái lõi siêu phẩm như là khí ước quỷ dữ nè, hoặc là những cái lõi mà nó mới hoàn toàn luôn so với mùa 6. Và mình mong mùa 7.5 nó cũng vậy. Và mình chỉ mong một cái điều thôi là Riot nên giữ cái lõi này ở trong tất cả phiên bản cũng như là tất cả các mùa luôn. Mình nghĩ là Riot nên biến cái lõi này thành một cái biểu tượng đặc trưng của cái game đó, chuyện chân lý này ha. Một cái rất là mới mẻ luôn á anh em. Tại vì mình thấy rất ít có game tự cờ nào mà nó có cái lõi đặc biệt như thế này á, thật. Tương tác trận đấu phải gọi là cực kỳ tốt luôn, mà nó còn giúp cho cái game này nó trở nên cực kỳ thú vị nữa. Nên nếu như mà bỏ cái lõi này ra á, mà nó thiệt là dead game luôn. Nhưng mà nó là còn thì chắc chắn nó vẫn rất là hay rồi. Rồi hay. Một phát Aure chết luôn nè, có thể thắng nha. Rồi không nổi anh em ơi, thua rồi. Ai do ông này mạnh thế. Ông này cũng là thăng cấp nhanh mọi người à, level 8 hơn 50 tiền. Có Aure 2 sao. Tay thế nhờ. Bài này mà thua được nữa. Hồi nãy mình lên level 10 sớm có khi là ăn đó anh em à, tại vì bỏ Soraka vào có khi là ăn đấy.
Mà sao nha, mình vẫn đang thực hiện đúng cái mục tiêu của mình. Còn bạn này được tầm 1-2 round rồi thì cũng được lên 1-2%. Mình đang level 10 nha, tỷ lệ roll tướng đang là 26% của tướng 5 với lại là 10 vàng. Và tới tầm là 40% của tướng 4 với lại là 8 vàng nha. Con bạc này nó sẽ có cái quy luật nhặt chuông với lại là chuông nó tăng 1% như sau nha mọi người. Cái này mình giải thích cho mọi người nào chưa biết thôi. Khi mà xài skill nó sẽ ra chuông một lần, xài skill hai lần là ra hai cái chuông. Và mỗi khi mà thắng trận và con bạc này nó còn sống thì sẽ được thêm một cái chuông nữa nha. Và nó sẽ tăng theo quy luật là tăng tỷ lệ roll tướng 5 vàng trước, sau đó tới 4 vàng và sau đó tới tỷ lệ tướng 3 vàng nha. Và mỗi cái một cái chuông nó tăng 1% và tăng 5, 4, 3 và nó sẽ xoay lại sang là 5, 4, 3 lại nha. Và sau khi mà cái mục mà tướng 1 với lại là 2 vàng nó còn 0% thì nó sẽ trừ bớt gọi là cái mục 3% đi nha. Ở lộn, cái mục tướng 3 vàng đi nha. Mình giải thích sương sương như vậy thôi, chắc là cũng dễ hiểu, không phải là quá khó hiểu. Mọi người cứ chơi rồi để ý cái phần trăm mà nó tăng mỗi khi mà nó lượm cái chuông á là sẽ biết thôi. Nếu như mà mình giải thích có mà khó hiểu quá hoặc là anh em chưa có nắm bắt được thì thông cảm cho mình nha, vì mình cũng không có giỏi về cái khoản này lắm. Anh em có thể đặt câu hỏi ở phía dưới để mình có thể trả lời thêm. Cảm ơn mọi người nhiều. Đây, quăng một skill là có một cái chuông nha. Tầm này về lay mình chưa có xài tiền nên nói chung là cũng hơi bị dễ thua rồi. Phần bài của mình đang kích, anh em thấy không? Hơn 10 hệ rồi, hơn 10 hệ rồi. Hết đam rồi, hết đam rồi. Chết con Olaf với lại đàn nàng cái là hết đam luôn mà tấu hài thiệt chứ. Trời ơi, hình kích hơn 10 hệ luôn mọi người ơi. Bá đạo chưa? Có Stowey nè, có Bạch Thuyển Long nè, có Yeke, có Pháp Sư. Toàn là những cái trang bị với lại tướng ngon không à. Thôi mà mình thua mình nghĩ là cũng ngon đó anh em à. Tại vì nếu như mà bây giờ mình thắng từ đầu đến cuối trận thì cái trận đấy nó sẽ khá là nhanh, khá là nhạt nhẽo luôn. Nên nếu mà bây giờ mình thua thì mình có thể chấp được thêm vài round nữa. 80 máu ở tầm round 5 chấm như này thì chấp được tầm 6 round anh em à. Chưa tới cái việc mà con Soraken này nó hồi máu thêm nha. Soraken là cứ một round được hồi được thêm 2 máu. Thì nếu như mà mình chấp được 6 round thì được thêm 12 máu nữa thì được thêm 1 round nữa anh em à. Thì được tầm 7 round. Còn nếu như mà Soraken 3 thì anh em cứ cộng thêm mười mấy máu nữa là được. Loe 2 Yasuo luôn nè. Cái trận này mình đang muốn làm một Savanna 3 sao 3 quyền năng đó nhưng mà khoai lắm anh em ơi, tướng 10 vàng. Một là có hàng chờ Pandora á, bỏ vào nó đổi ra thì rất là dễ. Còn hai là nó tướng nó phải tự ra cơ. Đây, lấy cái mũ về anh em ơi. Cái mũ này con bạch cầm á, mỗi khi mà nó xài skill á là hai lần nha. Và mỗi khi mà xài hai lần á được hai cái chuông. Còn mà thắng trận nó là được 3 cái chuông luôn á, là một phát nó tăng hết tỷ lệ luôn. Rất là sướng. Ủa Zoe 2 mà vẫn thua à? Từ từ nha, từ từ nha. Phải thắng chứ. Ui, bà ta chết trước khi mà thắng trận rồi, cay chưa? Nhưng mà vẫn được 3 cái chuông ha. Ủa, Yasuo ra nhiều ta. Yasuo ra nhiều ta, bú liền anh em ơi. Rồi, trời ơi, Yasuo 3 quyền năng, cái này anh em cũng đưa ra yêu cầu cho mình làm nhiều nè. Yasuo nè. Thôi, lúc đầu khi mà tính làm Savanna chơi nhưng mà Yasuo ra nhiều vậy không làm thì nó cũng hơi kỳ. Trời ơi, 10 slot, nhiều slot mà không biết bỏ nào vào luôn á mọi người. Nhiều slot quá. Bây giờ mình thua thì vẫn đẹp, mình còn quá là nhiều máu luôn. Thua bây giờ cứ gọi là tuyệt vời. Không cần phải thắng luôn á. Yasuo biến bự rồi. 25 stat, trời ơi, ok chưa? Anh em nên nhớ nha, tướng 1 sao, 2 sao, 3 sao thì nó đều có kích cỡ khác nhau. Tướng 1 sao là bé nhất và tướng 3 sao là bự nhất nha. Cái này mới Yasuo 2 thôi.
Yasuo nó lại phải khác. Quyền năng này thì tích được 25 cái stat. Cứ một stat là được thêm đam rồi sức mạnh công kích, sát thương pháp thuật, rồi tỷ lệ chí mạng, sức mạnh khi mà chí mạng nữa các kiểu á. Rồi khi mà tích đủ 25 cái stat đó là được tăng thêm giáp và kháng phép thôi, và cộng dồn cả ba cái quyền năng luôn. Nên cái trang bị này là rất là ngon cho những cái con tướng nào mà vừa muốn tăng vừa muốn đam. Đấy, cái cốc nè, đồ búp không như thế này. Tại vì nếu như mà mình lo được Yasuo 3 thì chắc chắn rồi mình sẽ bán hết tất cả tướng còn lại luôn để cho Yasuo này một mình nó cân hết. Yasuo 3 mà không một cân chính thì nó lại không phải là Yasuo rồi, khá là cùi bắp rồi. Sao bên này ra nhiều thế, trời ơi, Zoe cũng ra nhiều nè. Soraka 2 à, thôi up luôn nha mọi người, bán stamina thôi, không tiền lắm. Đã quyết định không chơi thì cũng nên cho em nó đi sớm để bớt đau khổ. Hôm nay là kim long, ui hên quá, 8 kim long. Nếu như mà là 9 kim long thì bỏ Yasuo vào thì chỉ có cúc thôi. Hôm nay Sylvan 3 đang nuôi cả Idas các kiểu luôn, ba đồ tăng. Yasuo biến bự, hôm nay bạch hai luôn à. Mình đang bỏ hai con bạch về nha em ơi, và trong đó là có một con bạch pháp sư nên cái chọn ít nhất á là được 3 cái chuông và nhiều nhất á là được tầm 6 đến 7 cái chuông nha. Thì tăng tỷ lệ roll tướng mà gọi là cực kỳ dễ luôn á. Trời ơi, 31% tỷ lệ roll tướng 5 tiền rồi. Chỉ cần lên được 35% tỷ lệ roll tướng 5 tiền là mình sẽ có tỷ lệ roll nó level 11 luôn đó. Yasuo nè, Yasuo 6 con rồi nè. Bạch ra nhiều thế. Đây bỏ bạch nhiều vào, tăng tỷ lệ cho nó dễ. Ok, bỏ bớt Zoe ra chấp 1-2 round nha anh em. Mà mình không biết bỏ Zoe ra mình có thua được không nữa. Bạch 2, 2 con Yasuo 2, thu được không ta? Mình nghĩ là thu được đó hả? Mất cái pháp sư mất tiêu rồi. Vậy là con bạch nó chỉ xài được một lần skill thôi. Ô, vẫn thắng nè, ai à, vẫn thắng mọi người ơi, chết rồi chết rồi. Vẫn thắng thì ông này mất máu nhiều lắm. Úi dồi, không ổn anh em. Mình bỏ tướng ra rồi mà vẫn thắng được. Hang Yasuo 2 sao nó mạnh quá. Đây 7 con nè. Còn nốt không? 33% tỷ lệ mà. Không ra. Zoe ra nhiều thế. Trời ơi, còn máu nhiều quá. Chấp. Chấp thôi, chấp thôi. Chấp và ra là chuyện bình thường. Ok, cái này mà còn thắng được nữa thì dịu nha. Bán bớt con Soraka 2 nha mọi người ơi, để tích một chút tiền. Tích một chút tiền. Với lại là không biết cái rồi đi chợ này có Yasuo để mình lượm hay không nữa. Đây 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 đây, mình đang có tỷ lệ roll tướng 5 vàng 10 vàng ở level 11 luôn rồi đó. Hơn mình cảm thấy khá là may mắn luôn khi mà ở mùa 7.5 là nó vẫn còn giữ lại con bạch này. Tại vì nếu như mà mất con bạch này thì làm những cái thử thách mà liên quan tới 5 vàng hoặc là 10 vàng 3 sao nó sẽ cực kỳ khó luôn nếu như mà không có lỗi. Còn mà nó giữ con bạch này lại ở cái mùa mới thì mình nghĩ là làm dễ hơn. Hơn là chưa xóa mọi người, xóa là mình khóc luôn á. Yasuo một con nó đã đủ nè. Yasuo bạn ơi, không ra tôi khóc đấy. Con nữa thôi, không ra thiệt luôn á mọi người ơi. Rồi, còn nhiều máu mà, 71 máu thì phải tầm 4 rau nữa. Nếu mà 4 rau, rau 6 chấm thì được, chứ qua rau 7 chấm thì mình nghĩ là tầm 3 rau là cút rồi đó. Qua rau 7 chấm con bét nó chịu một phát là 15 máu.
Nên đây là lý do mình không có muốn bỏ con Soraka vào á, nó hồi cũng chế được bao nhiêu máu cơ. Không lên được Yasuo là khóc đó nha. Tỷ lệ roll tướng nó cực kỳ ảo luôn rồi đó. Ô, cái chuông đâu nè. Không phải là của mình không ta? Không phải là của mình à? Sao nó hiện đây? Sao nó hiện đây anh em? Thôi chấp thêm một round nữa. Tại vì tích tiền thêm cái round này, xong rồi thêm round quái và bán hết tất cả tướng á, là ít nhất là phải chơi 50 hoặc là 60 vàng chỉ để roll một con Yasuo cuối cùng. Không ra thì chịu. Với lại là ở cái round đánh quái cũng cái tỷ lệ rất là cô mà. Để xem thử. Ông này là cái form bài nói chung là cũng khá là bình thường thôi. Xạ tiễn đi chung với đấu sĩ và rớt tổ quýt carry. Đồ khá là đẹp hơn. Đây, 38% tỷ lệ roll tướng 5 tiền rồi đó. Bán bất tướng tích tiền thôi mọi người ơi. Không ra à? Không ra à? Sao toàn Zoe với lại là Soraka thế này? Mình mà mua Soraka, Zoe, bà thì chắc lên được full 3 sao cả đám rồi. Ok, Ronop này hơn 30 tiền nha. Đây rồi. Số 3. Ok, bán hết tướng nha. Rồi. Yasuo 3 sao x 3 quyền năng. Bán luôn anh em ơi, dăm 3 cái búp chiếu mình rồng để làm cái gì? Để làm cái gì? Yasuo 3 VL. Chứ bằng cái bằng thắng được mình à. Đây Yasuo 3 quyền năng mình không biết là nó có được biến lớn trước khi mà nó giết hết tên bạn hay không nữa. Biến lớn đôi stem thế nào? Mười mấy số rồi nè, lên được 25 số là ok. Đây rồi. Trời ơi, một lướt 9k đam. Ok chua, ok chua, một phát lướt nửa cây giáp. Ok chua, 9k2 đam. Trời ơi, 1k rưỡi đam. Ok, vậy GG tất cả mọi người nha. Tạm biệt anh em, bye bye.